Phần 2. Kinh nghiệm cầu con. Mùng 1 tháng 10 năm 2006, sư phụ Diệu Chân đi Dương Châu mở thiền thất, ngang qua chỗ tôi, ngài đã ghé vào ban pháp nhũ và giảng nhiều điều hay về việc tu học Phật cho các cư sĩ đến bái kiến. Sau đó, trước Phật đường, ngài tha thiết nhắc nhở tôi: "Cư sĩ học Phật đã chục năm rồi, còn phát tâm đi khắp nơi bố thí, nhưng về kinh văn chú ngữ lại không chịu tụng đọc cho lầu thông. Hành thiện là điều quý khó làm, nhưng việc xem kinh tạng để thâm nhập, giúp tăng trưởng trí tuệ, phá vô minh, rất cần thiết và quan trọng hơn nhiều." Nghe sư phụ dạy, tôi cảm thấy hổ thẹn, thầm nghĩ sau này nhất định phải nỗ lực tinh tấn tu hành. Cuộc sống gia đình tôi rất hạnh phúc, con gái tôi đã mười mấy tuổi, thông minh, lanh lợi, nhưng tôi vẫn khao khát muốn sinh thêm một bé trai nữa, thầm muốn cho nó được tiếp thọ Phật Pháp ngay từ thai giáo, rồi cả đời vâng hành theo lời của Phật, chân chính tiếp nối huệ bệnh ngài. Mộng ước này luôn cháy bỏng trong tôi, nhưng hiện giờ con gái tôi đã 12 tuổi. Suốt thời gian dài trôi qua mà tôi vẫn chưa hoài thai, nên lòng rất tiếc nuối. Sau khi học Phật, tôi tinh tấn hành pháp tụng kinh, thì kỳ tích xuất hiện. Ngày nọ tôi đi chợ, vừa thấy quả táo tươi ngon thì cứ đứng bất động ngay người nhìn, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác thèm ăn cực kỳ, giống như mấy bà bầu thèm ăn vậy. Sau đó tôi tới bệnh viện chẩn khám, quả đúng là có thai. Tin vui này khiến hai vợ chồng tôi mừng rỡ, hạnh phúc vô cùng. Thế nhưng sau cơn phấn chấn, tôi lại nghĩ chồng tôi năm nay gần 50 rồi, tôi cũng sắp 40, lỡ như đứa bé sinh ra không phải là trai thì làm sao đây? Suy nghĩ một hồi, tôi sực tỉnh, nghĩ thầm, mình đã là người học Phật thì tuyệt đối không nên phá thai, vì phá thai cũng là sát sinh, quả báo sẽ khổ vô cùng. Sau đó, được sư phụ Diệu Chân khai thị, tôi và chồng quyết định giữ đứa bé lại. Thời kỳ đầu mang thai, thân thể tôi không thoải mái, luôn thèm ngủ, người mỏi mệt, bãi quải, khó chịu. Nghe các bạn đạo nói, trong thời kỳ hoài thai, nếu tụng kinh Địa Tạng và kinh Phổ Môn sẽ rất có lợi cho bé. Thế là tôi quyết định vì con, thử tụng kinh Địa Tạng. Ôi, quả là kỳ tích. Hàng ngày tôi tụng một bộ, không còn triệu chứng muốn nôn ói nữa. Tâm cũng chẳng còn phiền não loạn động. Trong lúc tụng kinh, tôi chí thành chăm chú, tụng khoảng gần 2 tiếng thì xong một bộ. Mỗi khi gặp ngày lễ, đản sanh hay ví chư Phật, Bồ Tát, thì tôi cùng các bạn đạo đi phóng sinh. Tôi còn đến thông giáo tự, mời thỉnh mấy mươi vị tu sĩ và chúng cư sĩ cùng tổ chức tụng một tuần kinh Địa Tạng và 3 ngày kinh Phổ Môn để hồi hướng công đức cho thai nhi. Tôi hy vọng đứa bé, khó khăn lắm tôi mới mang thai được này, sẽ có phúc huệ thâm sâu, trở thành trụ cột mai sau cho đất nước. Mang thai khoảng 6 tháng, tôi hữu duyên được gặp cư sĩ Quả Khanh tại Bắc Kinh, là tác giả cuốn Báo Ứng Hiện Đời. Nghe ông khẳng định đứa bé tôi đang mang trong bụng là nữ, tôi thất vọng và buồn rười rượi. Bởi vì trước đó có vị thầy đông y cũng chẩn đoán hài nhi trong bụng tôi là nữ. Ngay cả đám bạn giàu kinh nghiệm sinh dưỡng cũng đều nói bào thai trong bụng tôi là gái. Nhưng tôi đã có một gái rồi, bây giờ rất mong mình sẽ sinh trai. Nhưng vì sao lại không thể như nguyện chứ? Tôi lo lắng, hỏi cư sĩ Quả Khanh: "Vậy tôi phải làm sao đây?" Ông đáp: "Mặc dù các vị tin Phật, biết bố thí, phóng sinh, in kinh sách thiện, tạo công đức rất lớn, nhưng do chồng bà vẫn chưa bỏ mạng ăn chay, mà bà giữ giới cũng không thanh tịnh. Nếu như bà thật lòng muốn sinh nam, thì hai vợ chồng hãy phát nguyện trước Phật. Kể từ nay trở đi, thệ từ bỏ hẳn tất cả thức mạng và ăn chay trường, nguyện nghiêm trì ngũ giới, cầu Phật ban cho một bé trai có thể hoằng pháp lợi sinh trong tương lai. Hằng ngày còn phải tụng một bộ kinh Địa Tạng, niệm Bồ Tát Quan Thế Âm vạn lần. Làm được như vậy thì thai nữ sẽ chuyển thành nam." Tôi cuống quýt hỏi lại cho chắc: "Thưa ông, còn một tháng nữa là sinh rồi, nếu tôi làm vậy quả thực là có hy vọng không?" Quả Khanh đáp: "Phật thuyết tất cả duy tâm tạo, trong kinh Phật giảng toàn là lời chân thật, không hư dối.
Nếu bà không tin thì xem như tôi không nói gì. Ông thấy tôi tín tâm chưa đủ, bèn kể cho tôi nghe. Ở Hà Nam có một bà mang thai, siêu âm 3 lần đều thấy là nữ, còn 7 ngày nữa thì sinh. Nhờ 2 vợ chồng đồng phát nguyện, nếu như sinh trai, họ thề từ bỏ tất cả đồ mặn, bước vào con đường học Phật. Và kết quả, được Phật lực gia trì, sau 1 tuần thì họ sinh trai. Câu chuyện này khiến tôi tăng thêm lòng tin. Tối đó tôi ở trước Phật phát nguyện, chỉ cầu con sinh được bé trai khỏe mạnh, thông minh. Từ nay về sau, con nguyện nghiêm trì ngũ giới, ăn chay trường, học Phật, niệm Phật và xin bỏ ra 10 vạn, tương đương với 16 ngàn đô, để in kinh làm Phật sự. Hơn nữa sau này, hễ có khả năng thì con nguyện rộng làm việc phúc thiện, hoằng pháp lời sinh. Thai nhi mỗi ngày một lớn, nhưng tôi vẫn kiên trì tụng kinh, ăn chay, phóng sinh. Mỗi ngày tự mình lái xe đi khắp nơi, thân không chút khó khăn. Hôm đầu nhập viện, tôi còn tự lái xe đi phóng sinh. Dù kỳ sinh theo dự tính đã đến, nhưng tôi chẳng có dấu hiệu sắp sinh. Thế là tôi tự lái xe đến bệnh viện kiểm tra trước khi sinh. 13 năm trước lúc sinh trưởng nữ, tôi đã bị băng huyết. Bây giờ lớn tuổi mới sinh lần thứ hai, nên thực sự lòng có lo âu. Khi kiểm tra, bác sĩ nói: nước ối ít, sợ thai nhi bị nguy hiểm, phải nhập viện ngay thôi. Nằm viện rồi, suốt 3 ngày, hôm nào bác sĩ cũng tiêm thuốc, thúc sinh cho tôi, nhưng chẳng thấy có hiện tượng gì là sắp sinh. Tôi đi siêu âm kiểm tra tiếp, thì thấy nước ối đã có nhiều hơn trước. Đến ngày thứ 4, bác sĩ không tiêm thuốc thúc sinh nữa. Ông để tôi nghỉ 1 ngày. Qua ngày thứ 5, tôi từ bệnh viện đi bộ đến ngôi chùa gần đó lễ Phật. Mỗi một điện, mỗi một vị Phật, mỗi một Bồ Tát, tôi đều khấu đầu 3 lần. Từ đầu đến cuối ước chừng khoảng mấy mươi lạy. Rồi tôi quay về bệnh viện, không cảm thấy có chút mệt mỏi bất an chi. Sang ngày thứ 6, tôi bắt đầu thấy hơi đau bụng, nhưng vẫn kiên trì tụng kinh Địa Tạng. Vừa tụng xong một bộ thì nước ối vỡ ra, bụng đau kịch liệt. Tôi vẫn kiên trì niệm Phật. Vào phòng sinh khoảng 15 phút, bác sĩ nói đã thấy đầu đứa bé. Tôi vẫn tiếp tục niệm Phật và sinh ra một bé trai bụ bẫm dễ dàng. Người bé nhìn thấy đầu tiên là ba nó, cả nhà hết sức vui vẻ, riêng tôi thì mừng hết biết. Bạn bè nghe tin tôi sinh trai, xúm nhau mang quà tới chúc mừng và biếu đủ thứ, nào là giò heo, cá chép, chim, gà. Đợi bạn về rồi, tôi đưa mấy con vật còn sống cho người nhà đem phóng sinh hết. Tôi cho con bú, nhưng sữa quá ít. Người nhà ai cũng nói tại tôi không ăn thịt, không ăn canh giò heo nên mới không có nhiều sữa. Vì quá lo cho con trai, tôi không còn kiên trì giữ giới nữa, cứ nghĩ rằng thôi thì mình ăn tam tịnh dục chắc sẽ không sao. Tôi ngã mặn rồi thì quả nhiên có nhiều sữa, nhưng con tôi vừa bú chút ít thì không chịu bú tiếp nữa, lại còn phát bệnh. Bác sĩ nói nó bị chứng tăng hồng cầu, nếu như không thuyên giảm thì phải chuyển lên bệnh viện Bắc Kinh chữa trị. Nhưng bệnh thằng bé càng lúc càng tăng, sữa tôi có nhiều nhưng nó không chịu bú. Tôi đành phải mớm thứ khác cho bé và nghĩ thầm, vì sao lúc bé mới sinh ra sữa tôi tuy ít nhưng nó vẫn bú trùng trục. Bây giờ sữa có nhiều nhưng duyên cớ nào nó lại khăng khăng không chịu bú. Tôi suy nghĩ, tìm hiểu nguyên nhân. Liệu có phải là tại tôi ăn canh giò heo chăng? Rõ ràng là tôi đã phát nguyện, hứa ăn chay, cầu Phật Bồ Tát ban cho mình một bé trai thông minh trí huệ. Nhưng tôi đã phản nguyện, ăn mặn trở lại. Tôi đã dùng canh giò heo để thúc sữa, do vậy sữa tôi cũng bị nhiễm thức mặn hôi tanh, bé bú vào không hợp nên mới phát bệnh. Chính vì vậy mà bé nhất định không chịu bú sữa. Nghĩ đến đây, tôi đang nằm trên giường, bỗng sợ đến phát run, lòng đầy ăn năn hối hận, lệ tuôn ràn rụa. Tôi ngồi dậy, mặc áo tràng, bước xuống giường, quỳ trước Phật sám hối và phát nguyện lại, cương quyết kể từ giờ từ bỏ đồ ăn mặn triệt để, cầu cho bé sớm qua cơn nguy hiểm. Sau khi sám hối và phát thệ xong, tôi thử cho con bú. Ôi chao, thật mừng là bé đã chịu bú. Khi bác sĩ trích máu kiểm tra, thấy chứng tăng hồng cầu đã ngưng,
quá là kỳ diệu, không thể nghĩ lường. Sau đó, tôi bỏ ra 30 vạn bố thí, cúng dường, làm việc thiện, hồi hướng phúc cho bé. Hiện giờ bé đã 1 tuổi rưỡi, hằng ngày đều tự động tới quỳ trước Phật khấu đầu lễ bái. Bé đặc biệt thông minh cực kỳ, mặt mày sáng rỡ, xinh như châu ngọc, ai nhìn cũng yêu. Từ đấy trở về sau, tôi càng tin Phật Pháp là Pháp bảo cho đời lẫn đạo, chỉ cần chúng ta chịu y Pháp hành trì, nhất định sẽ thu được lợi ích khôn cùng. Ngày đây, tôi cũng xin cảm tạ đại ân đức của chư sư và chư vị cư sĩ đã hết lòng trợ giúp cho chúng tôi. Quả Khanh giải thích thêm, đây là câu chuyện có thật, chứng minh trí tuệ tuyệt vời của Phật, càng chứng minh kinh Địa Tạng là một bộ kinh chuyển đổi mệnh vận. Nghiệp quả rất kỳ diệu, điều này là chân thật không dối. Hy vọng độc giả có thể phát nguyện tụng kinh Địa Tạng mỗi ngày 1 bộ hoặc mỗi tuần 1 bộ, ắt sẽ đem lại cho quý vị và người nhà những điều hay bất khả tư nghị. Cần lưu ý là người tụng phải nghiêm trì giới luật, dứt tuyệt đồ mặn, ăn chay trường thì mới có công đức vô lượng và có hy vọng xuất tam giới. Ngoài ra, câu chuyện này cũng cảnh tỉnh chúng ta đừng bao giờ phản bội, làm trái lời nguyện. Nam mô A Di
Di Đà Phật.